Người thật sự cầu giảng sanh, chỉ nói miệng suông không được, phải có hành động. Hành động là gì? Đối với thế gian này, thật sự chẳng có một mảy may lưu luyến nào. Thật sự buồn xuống, đấy mới là chân tính, chân nguyện. Nếu còn tham luyến thế gian này, còn có một mảy may chẳng buông xuống được. Sẽ chẳng phải là chân tâm, chẳng phải là chân nguyện. Chân tâm, chân nguyện là triệt để buồn xuống. Chẳng có lưu luyến mảy may nào. Người ấy quyết định giảng sanh. Chúng ta sống trên quả địa cầu này. Hiện thời tai nạn rất nhiều. Pháp môn này giúp đỡ quý vị Bất luận tai nạn nghiêm trọng nào Tâm địa quý vị bình an Chẳng mãi mây bị ảnh hưởng bởi tai nạn Tâm quý vị bình thản tĩnh lặng chẳng kinh sợ chẳng hoảng hốt Quý vị thấy đó, kinh giáo này có sức mạnh to lớn dường ý tâm địa an định chẳng bị ảnh hưởng dẫu tai nạn bên ngoài to lớn đến mấy vẫn chẳng thể ảnh hưởng quý vị dẫu là tử vong trong khi tai nạn quý vị sanh ngay về thế giới cực lạc a di đà phật đến tiếp dẫn Chẳng tìm được lợi ích thù thắng như thế trong các pháp môn khác. Chẳng phải là các pháp môn khác không có những lợi ích ấy. Nhưng công phu đó rất khó thành tựu. Tịnh tông dễ dàng, chỉ cần quý vị chịu hành, chỉ cần quý vị chịu buồn xuống, ai nấy đều có thể làm được. Buông xuống, chẳng phải là buông đằng miệng, mà phải thật sự làm. À, làm từ đâu? Từ trì giới, chịu khổ. Trước lúc ra đi, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta hai câu. Ngài bảo tất cả các đệ tử, lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy hiện thời cuộc sống vật chất rất phong phú chúng ta có cần truy cầu hay chăng chẳng cần cuộc sống khổ sở một chút sẽ tốt hơn nếu có dư dả dạ, hãy giúp đỡ kẻ nghèo khổ nhiều hơn một chút chúng ta sống tiết kiệm một chút sẽ có thể giúp rất nhiều người nghèo khổ đó là lòng dạ bồ tát như trong liễu phạm tử quấn có kể vợ tiên sinh viên liễu phạm vào mùa đông may áo bông cho con. Dùng loại bông giải thông thường. Tiên sinh Liễu Phạm thấy vậy hỏi, trong nhà ti miên rất nhiều, sao nàng lại dùng bông giải? Bà ta nói, ti miên đắt tiền, bông giải rẻ hơn, Thiếp đem ti miền bán đi, mua nhiều bông dải, may nhiều bộ quần áo, còn cái có áo mặc. Mà những người nghèo cũng được mặc. Tiên sinh Liễu Phàm nghe nói rất quan hỷ. Con cái thật có phước. Phước do đâu mà có? Người bị thua thiệt bèn có phước. Kẻ chịu khổ bèn có phước ý nghĩa ấy rất sâu đó là chân lý vì thế tuy khoa học kỹ thuật hiện thời phát triển thứ gì cũng đều thuận tiện nhất định phải biết tiết kiệm tài nguyên phải biết tiết kiệm trở nên lãng phí Lãng phí sẽ có tội lỗi. Thứ gì cũng phải ăn hết. Chẳng thể ăn chớ nên dứt bỏ. Thế dứt bỏ sẽ mắc tội. Vì sao phải nghĩ? Thứ này ăn không ngon. Nhưng trong thế gian hiện thời, vẫn còn rất nhiều người đang lâm vào tình cảnh đói khác. Chẳng có gì để ăn. Nếu họ gặp được thứ ấy, sẽ coi như của báo. Mà chúng ta còn chê ổng, chê eo. Chê ổng, chê eo là tạo nghiệp, chớ nên có phân biệt, chớ nên có chấp trước. Nhất định phải biết tiết kiệm. Thường có chủ tâm giúp đỡ người khác. Đó là điều tốt đẹp người thật sự tu hành quá đức hạnh ở nơi nào nơi ấy có thiên long thiện thần gia hộ ít tai nạn Người thật sự có đức hạnh có thể làm được. Chúng ta có thể phát tâm ấy hay không? Là một người thật sự có đức hạnh hay không? Phải biết, Thánh hiền là do con người tu thành. Phật Bồ Tát cũng do con người tu thành. Người ta có thể thành thánh, thành hiện, thành Phật, thành Bồ Tát, vì sao ta chẳng làm được? Vì sao người khác làm được? Họ buồn xuống dạng duyên nên làm được. Vì sao ta chẳng buồn xuống được? Hệ buồn xuống liền làm được. Buồn xuống không được, còn có tham sân si mạng, tức là phàm phu. buông tham sân si mạng xuống trước hết phải buông xuống từ đối tượng tức là buông tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ xuống nhục thân của chúng ta ở trong thế gian này chẳng thể không có những thứ ấy nhưng vừa phải là được rồi chớ nên có tâm tham vì thế tri chỉ <laughs> sẽ gần với đạo quý vị thấy phật bồ tát từ trong kinh này chúng ta đã đọc thấy trước khi thành phật bồ tát dưỡng đạo tại đâu suốt nội viện dưỡng gì dưỡng tri chỉ đầu xuất có nghĩa là tri túc đầu xuất thiên là tri túc thiên chúng ta đối với hết thảy đều biết đủ trong tương lai sẽ sanh về đầu xuất thiên kẻ chẳng biết đủ sẽ chẳng thể sanh lên cõi trời ấy điều này cho chúng ta biết thật sự tri chỉ một trăm phần trăm tri chỉ người ấy bèn thành phật cổ đại đức trung quốc thường nói tri túc thường lạc đó là thật người ấy chẳng có ưu lự rất vui sướng Được một chút Đã rất thỏa ý Chẳng còn mong mỏi nữa Trong tịnh độ tông Phương tiện thù thắng khôn sánh một người hạ quyết tâm trong một đời này ta quyết định ta giảng sanh thế giới cực lạc mấy may hoài nghi đều chẳng có người ấy sẽ thành phật trong một đời viên mãn trong một đời ai biết chứ phật như lai biết Chư Phật Như Lai chứng minh cho người ấy. Trong sách yếu giải, ngẫu Ích Đại Sư đã dạy chúng ta đạo lý ấy. Người niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Quyết định được bởi có tính nguyện hay không? Quý vị có lòng chân tính, có chân nguyện Tôi thật sự tin tưởng Thật sự mong về thế giới cực lạc Tức là quý vị hội đủ điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc Nhất định sẽ sanh về tới Tây phương cực lạc thế giới Phẩm vị cao hay thấp Ngộ ích đại sư nói Đó là do công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn Công phu tốt đẹp Phẩm vị giảng sáng cao Công phu kém hơn một chút Phẩm vị thấp hơn Hai câu ấy nói rất hay Ấn Quang Đại Sư bội phục hai câu ấy nằm dốc sát đất Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức Giảng Kinh Di Đà, Chú Giải Kinh Di Đà, trọn chẳng hé lộ tin tức ấy. Ngẫu Ích Đại Sư hé lộ cho chúng ta biết. Khiến cho người tu tịnh độ cầu giảng sanh, kiên định tính tâm. Nếu thường xuyên hoài nghi, ta có thể sanh về thế giới cực lạc hay không? Thì do thường hoài nghi, sự giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới cũng phải đánh dấu hỏi. Thật vậy, chẳng biết quý vị có nắm chắc hay không? Người có tính tâm kiên định, quyết định được giảng sanh. Ngẫu ích đại sư đã chứng minh cho quý vị. Người thật sự cầu giảng sanh, chỉ nói miệng suông không được. Phải có hành động. Hành động là gì? Đối với thế gian này, thật sự chẳng có một mảy may lưu luyến nào. Thật sự buồn xuống. Đấy mới là chân tính, chân nguyện. Nếu còn tham luyến thế gian này, còn có một mảy may chẳng buông xuống được, sẽ chẳng phải là chân tâm, chẳng phải là chân nguyện chân tâm chân nguyện là triệt để buồn xuống chẳng có lưu luyến mảy may nào người ấy quyết định giảng sanh trong kinh này thí thiện huyễn sư là tỷ dụ hiện chúng vị tướng này chúng ta gọi Hiển sư là ảo thuật gia Làm trò ảo thuật Khi chúng ta xem họ biểu diễn Trong các chương trình đại nhạc hội có biểu diễn ảo thuật Tại Ấn Độ và thời cổ Họ được gọi là huyễn sư Người qua gọi những người biến ma thuật là ma thuật sư Trí độ luận với Tây Phương Hữu Huyển Thuật Nhân. Những người làm ảo thuật có thể làm những trò biến hóa. Nhất thiết giai năng quá hiện. Cung điện thành quách lan vũ. Kết cân di thổ, thổ đới di xà chủng dụng biến hiện đẳng. Đây là nói tới những kỹ xảo biến hiện của nhà ảo thuật. Nêu lên vài thí dụ để nói. Chẳng có cung điện, ông ta có thể biến huyển cung điện cho quý vị thấy. Biến huyển thành trì, lầu gác, những kiến trúc như cung điện, Hành lang dài Có thể biến hiện những hiện tượng Có thể biến một chiếc khăn tay thành con thỏ Biến một chiếc thắt lưng thành con rắn Biến hiện những trò vui ý cho quý vị xem Thật ra quý vị biết tất cả đều là giả Chẳng có thứ gì là thật. Ở đây Đức Phật mượn tỷ dụ này để nói. Tỷ dụ cho dễ hiểu. Cố kim tá thuật giả chi huyện hóa. Sự biến hóa của người làm ảo thuật. Ví dụ đại sĩ chi phổ môn thị hiện. Những vị Pháp thân đại sĩ, tức là 41 địa vị Pháp thân đại sĩ, trong các thế giới chư Phật khắp mười phương. Thế chúng sanh có cảm, các ngài bèn có ứng. Khi ứng, bèn hiện thân. Ngài hiện thân thuận theo ý niệm của chúng sanh. Chúng sanh muốn ngài hiện thân gì? Ngài bèn hiện thân ấy. Chẳng phải do chính mình, các ngài chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Không khởi tâm không đồng niệm, đó là trí. Chính mình thể hiện độ chúng sanh có chấp tướng độ chúng sanh hay không? Chẳng chấp trước. Vì sao? Tướng của chúng sanh là trống không. Tướng do chính mình thể hiện cũng là giả. Có gì tốt lành để chấp trước? Thấy đều chẳng chấp trước. Điều này gọi là tam luân thể không tức là chẳng chấp trước tự tướng, chẳng chấp trước tha tướng, và cũng chẳng chấp trước các thứ phương pháp phương tiện thiện xảo được sử dụng để giúp đỡ chúng sanh trong ý. Thấy đều không chấp trước. Biết phàm những gì có tướng, đều là hư vọng tự tướng tha tướng các thứ hiện tướng không gì chẳng phải là hư vọng trong mắt các ngài hoàn toàn thấy những cảnh giới ấy là hư vọng hoàn toàn hiển lộ viên mãn trước mắt chúng ta Vì sao chúng ta chẳng thấy? Chúng ta bị những tướng ấy mê hoặc, ngỡ chúng là thật. Điều này có nghĩa là tâm chúng ta bị nhiễm bẩn. Tâm giống như nước, bị nhiễm bẩn, dao động dao động bèn nổi sóng gió nước ấy bèn mất đi tác dụng chiếu soi tâm bồ tát thanh tịnh bất động bình đẳng chẳng dao động giống như nước trong giác chẳng nổi sóng giống như một tấm gương chiếu cảnh giới bên ngoài rõ ràng rành rẽ vì vậy trong cảnh giới các ngài chẳng khởi tâm không đồng niệm chẳng phân biệt không chấp trước chúng ta đánh mất tác dụng chiếu chiếu là trí huệ do đâu mà có trí huệ trí huệ do thanh tịnh bình đẳng mà có thanh tịnh bình đẳng là thiền định Chứ gì phải hiểu, tâm thanh tịnh bình đẳng là chân tâm của chính mình. Này đang bị nhiễm ô, bị dao động, tâm ấy gọi là vọng tâm. Vọng tâm chẳng rời khỏi chân tâm, là sống chẳng rời khỏi nước. Nước là chân tâm, sống là vọng tâm. Thanh tịnh là chân tâm, nhiễm ô là vọng tâm. Chúng ta có chấp trước là nhiễm ô Có phân biệt bạn có dao động Chúng ta phải học tập trong cảnh giới Học gì vậy? Đầu tiên là học chẳng nhiễm ô Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, Sáu căn tiếp xúc cạnh giới sáu trần Chẳng bị nó ảnh hưởng Tiếp xúc Chẳng dấy lên Tự tư tự lợi Chẳng khởi tham sân si mạng Chẳng bị chúng quấy nhiễu Trông thấy bèn rất quan hệ tức là bị nhiễm bẩn. Trông thấy rồi cảm thấy đáng ghét cũng là bị nhiễm bẩn. Ta trông thấy bèn mong chiếm hữu, muốn khống chế đều là bị nhiễm bẩn. Phải thời thời khắc khắc cảnh giác điều này. Tới công ty Bách Quá một chuyến chẳng sao cả. Người thật sự tu hành thường đến đó. Vì sao? Thấy những thứ ấy mà chẳng động tâm đó là chân tu hành định huệ giữ quân bằng xem là gì hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển sản phẩm khoa học lại đổi khác mỗi ngày mỗi tháng mỗi ngày đến xem đó là trí huệ quý vị hiểu rõ như như bất động, đó là định công. Thật sự tu định chẳng phải là ngồi xếp bằng ngó vào giác, mà là dạo trong công ty bách quá mỗi ngày. Chân tu thiền định. Chân định chẳng phải giả. Xếp bằng ngó vào giác mấy năm, nhưng đến công ty bách quá một chuyến, vẫn khởi tâm động niệm. Thôi rồi quý vị xem năm mươi ba lần tham học trong kinh hoa nghiêm các vị trưởng lão tu thiền định ở chỗ nào tu trong công ty bách hóa là nơi náo nhiệt nhất họ đi dạo phố hiện tại đồng tử đến tham phỏng họ biết họ đang tu thiền định trong ấy người ta thấy họ dạo phố cũng xem cái này cũng ngó cái kia nhìn đông ngó tây nhưng thiện tài đồng tử biết đó là thiền định thật sự. Phải hiểu điều này, phải thật tu, phải thật luyện, phải thật sự luyện công phu, đoán trừ tham sân si mạng nghi. Chẳng tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, sẽ chẳng đoạn được. Giả chất, Chẳng phải là thật Nếu tiếp xúc mà thật sự đoạn được Đó là thật Chẳng giả Do vậy tiên sinh Phương Đông Mỹ thuở trước Giới thiệu triết học kinh Phật cho tôi Bảo Phật Pháp vốn đạt đến cái thật Chẳng phải là đạt đến cái giả Trải qua thí nghiệm bằng 53 lần tham học chẳng trải qua thí nghiệm thì nói theo khoa học chẳng thể coi là thật thông qua thí nghiệm thì mới là thật chẳng giả chút nào i see more